Nam em tiết lộ sát ngày cầu hôn nhà Phương, Trường Giang vẫn đang hẹn hò mình. Công chúng hiện đang xôn xao trước thông tin sốc. Top 8 Hoa hậu Trái Đức Nam em gián tiếp thừa nhận hẹn hò với diễn viên hài Trường Giang khi anh đang yêu nhà Phương. Liên hệ với Nam em, cô xác nhận với Dân Trí câu chuyện đã và vẫn đang khiến mình nhận nhiều thương tổn này. Nam em trải lòng, đây là câu chuyện mà cô bị đẩy vào tình huống buộc phải nói ra trong một bài phỏng vấn, hoàn toàn không phải câu chuyện cô muốn chủ động chia sẻ. Người đẹp không muốn tiếp diễn những ồn ào từ câu chuyện đời tư của mình. Nam em thừa nhận từng có thời gian hẹn hò với Trường Giang khi anh vẫn đang yêu nhà Phương. Đó là thời điểm sau khi quay Ơn Rời Cậu Đây Rồi và Bảy Nụ Cười Xuân. Đến thời điểm này, Nam em và Trường Giang đã chấm dứt liên lạc và đây là cuộc tình khiến cô vô cùng đau khổ, tổn thương. Thời điểm đó, Nam em có rất nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, từ chuyện tình cảm cho đến việc kinh doanh thì lao đao, thua lỗ. Sau khi quay chung thì Nam em và anh Giang nảy sinh tình cảm. Anh Giang có quan tâm nhắn tin thể hiện tình cảm và sau đó cả hai có mối quan hệ nhất định. Nhưng tôi khẳng định giữa chúng tôi không có gì đi quá giới hạn, Nam em nói. Khoảng thời gian trước đó, Nam em không dám đặt niềm tin vào một người đàn ông nào hết. Khi được Trường Giang quan tâm lo lắng, Nam em đã bị cảm động. Mọi người hỏi tại sao Nam em biết chuyện nhà Phương với anh Giang mà vẫn hẹn hò. Thực sự chuyện tình cảm khó nói khi mà hai người đều rung động. Anh Giang cũng từng hỏi Nam em rằng chuyện anh ấy đang quen nhà Phương rồi quen tôi thấy sao? Nam em lúc đó đã trả lời rằng em thấy cũng có đôi lúc con người ta cứ để cảm xúc lên tiếng thôi. Nam em giải bày. Nam em tiết lộ trước ngày cầu hôn nhà Phương trên sóng truyền hình vào ngày 17 tháng 1, thì trước đó 2 ngày, vào ngày 15 tháng 1, Trường Giang vẫn đi sinh nhật Nam em. Khi Trường Giang cầu hôn nhà Phương, cũng là thời điểm Nam em vô cùng suy sụp. Cùng với một vài câu chuyện khác, cô nhận thấy tình cảm Trường Giang dành cho mình không nhiều bằng Nam em dành cho Trường Giang và quyết định dừng lại. Sau đó cả hai không liên lạc với nhau nữa. Câu chuyện với Trường Giang khiến Nam em bị tổn thương và đau khổ. Đến bây giờ, cô vẫn đang cố để câu chuyện nguôi ngoai. Khi hỏi Nam em có nghĩ tới việc khi chia sẻ câu chuyện này sẽ vô tình phá hoại hạnh phúc của Trường Giang nhà Phương, cô nói Nam em không hề muốn chuyện đó và cũng không sợ chuyện đó vì Nam em nghĩ rằng nhà Phương sẽ hiểu câu chuyện này. Hy vọng anh Giang sẽ biết trân trọng người con gái đang bên cạnh mình và Nam em sẽ là người con gái cuối cùng bị tổn thương. Nam em không muốn ai tổn thương thêm nữa. Trước câu hỏi sau khi câu chuyện Nam em và Trường Giang xôn xao vài ngày nay, phía Trường Giang nhà Phương có liên lạc với Nam em không? Cô khẳng định không và muốn câu chuyện này khép lại những ồn ào. Sau khi câu chuyện hẹn hò của Nam em và Trường Giang được chia sẻ mạnh mẽ, nhiều khán giả đã lục tìm lại tập quay chung giữa hai nhân vật chính ở Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Tại đó Nam em từng khẳng định anh không cao, không trẻ, nhưng anh là người đối xử với em tốt nhất. Đồng thời người đẹp cho biết Trường Giang là người giúp cô tin vào đàn ông. Trước lời nói của bạn diễn, Trường Giang mạnh bạo, hãy để anh sắp xếp lại cuộc đời em. Đây không phải lần đầu tiên Trường Giang dính phải chuyện ồn ào quen cô gái khác trong khi đang hẹn hò với nhà Phương. Trước đó, những tin đồn về mối quan hệ của Trường Giang với Quế Vân, Sam cũng tốn không ít giấy mật của truyền thông. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, nhà Phương, Trường Giang không ít lần vướng tin đồn hợp tan. Liệu rằng câu chuyện của Trường Giang và Nam Em có phải là lý do khiến nhà Phương dè dặt khi Trường Giang cầu hôn cô trên sóng truyền hình? Đăng ảnh thân thiết với Nam Em, Quế Vân nhắn Trường Giang đừng gây nghiệp nữa. Từng vướng lùm xùm tình cảm với Trường Giang, Quế Vân đã không ngần ngại lên tiếng về sự việc đang gây xôn xao của Nam Em và tình cũ. Vài ngày qua, khán giả khắp nơi đang xôn xao về sự việc của Trường Giang và Nam Em. Mọi việc xuất phát từ lời của Nam Em trong một bài phỏng vấn. Theo đó, cô bất ngờ nhắc đến nam diễn viên hài trong chuyện tình cảm như sau. Tôi là người sống thật. Thú thật anh Giang là người cho tôi có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và cũng là người làm cho tôi rất đau đớn. Chưa có người đàn ông nào dám phũ phàng với tôi như vậy. Ai cũng có một trái tim, nếu là đàn ông. Đừng bao giờ làm phụ nữ tổn thương, nhưng đây tôi cũng muốn gửi đến ai đó. Nếu ai đó vô tình đọc được, thì xin đừng làm người khác tổn thương. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Quế Vân vừa đăng đàn dòng trạng thái bất ngờ, cụ thể cô bộc bạch như sau. Ngày đó em đã tâm sự với tôi rằng, chị ơi em nói chuyện này chị đừng la em nhé. Mình hỏi chuyện gì nói đi. Em trả lời em yêu Trường Giang rồi. Mình cười như được mùa và không trách gì em. Bởi mình biết chàng trai kia rất giỏi trong cách chinh phục các cô gái. Chăm sóc rất tận tình, thể hiện tình cảm như lần đầu được yêu. Chết đi sống lại nếu có giận nhau. Nên mình chỉ nói với em một câu. Em cứ chờ đi, sẽ có ngày em lâm vào tình cảnh của chị. Mình có hỏi em là chàng ấy có nói những lời yêu thương như thế với em không. Em trả lời y hệt thế chị ạ. Em nói, sao em thấy giống lặp lại bài cũ nói hết cho những người con gái tiếp theo vậy chị? Mình nhấn mạnh một câu nè,
Chuyện của mình qua lâu rồi, nghĩ lại nổi da gà sao có thể quen biết con người ấy. Nhưng hãy sống lại đi. Hãy đối xử tốt với cô gái hy sinh về mình đi, kẻo bị quả báo nặng hơn nữa đấy. Đừng gieo nghiệp nữa Trường Giang ơi, đến phút này tôi thương em Nhã Phương rất nhiều. Cụ thể dòng trạng thái mà Quế Vân kể lại chuyện người đẹp nam em đã tâm sự với mình. Bên cạnh đó, Quế Vân còn chia sẻ hình ảnh cả hai nắm chặt tay, thân thiết với nhau trên xe ô tô. Chỉ vừa chia sẻ không được bao lâu, dòng trạng thái này của Quế Vân đã được mọi người chú ý rất nhiều. Bởi lẽ ai cũng biết rằng Quế Vân từng có một thời gian vướng lùm xùm vì mối quan hệ tình cảm với Mười Khó. Khi ấy cô còn bóc phốt cả loạt tin nhắn tình cảm, đoạn ghi âm cuộc hội thoại thân mật của cả hai. Quế Vân cũng từng có một thời gian đau khổ vì chuyện tình cảm giữa cô và nam diễn viên hài mới quyết định đem chuyện này ra tố trên mạng xã hội. Váy áo Hương Giang đi thi Hoa hậu đúng sang chảnh, nhìn lại Huyền My hồi thi Hoa hậu Hòa Bình đã hiểu vì sao bị chê thậm tệ. Thật khó tin Huyền My đã nhiều lần đi thử hàng hiệu, mang tới 5 vali đồ đi thi Hoa hậu Hòa Bình hồi năm ngoái. Với hai vẻ ngoài đối lập như thế này, thật khó tin Huyền My cũng đang mang trọng trách như Hương Giang là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Chiếc áo phông, quần jean, đôi giày có giá trị hàng chục triệu đi chăng nữa, hình ảnh của Huyền My cũng không thể nào được đánh giá cao. Mỹ nhân Hà Thành mặc đồ trông như một nữ sinh khi tới lớp học thêm, trong khi đó Hương Giang hội tụ vừa đủ mọi yếu tố sang trọng và duyên dáng. Trong những ngày đầu ra mắt, Huyền My mặc lại một chiếc đầm hà hồ từng diện nhưng nhăn nhúm, hết sức nhạt nhòa giữa dàn thí sinh. Hương Giang thì sao, cô còn lấn át cả thần tiên tỷ tỷ nước chủ nhà bằng bộ váy đỏ rực. Ai là nhân vật trung tâm của những bức ảnh này, Hương Giang chứ còn ai vào đây? Còn đây là cái giá phải trả của Huyền My khi ăn mặc quá xòe xòa, không thể tạo điểm nhấn. Hương Giang cũng mặc lại váy xuyên thấu của Bảo Thi, Bảo Anh chúng Huyền Thanh nhưng bốc lửa hơn hẳn, Huyền My thậm chí còn bị chê mặc xấu hơn cả Phạm Hương. Nhiều khán giả thực sự không thể hiểu vì sao Huyền My lại có thể chọn set đồ như thế này để đi thi Hoa hậu. Nhìn sang Hương Giang người ta không khỏi trầm trồ tấm tắc, dù đó chỉ là một cây vest đơn giản. Không rõ trong 5 chiếc vali hành lý mang đi thì Miss Friend của Huyền My từng đựng những gì. Thật khó tin trước thềm cuộc thi vài tháng, Huyền My đã rất bận rộn đi thử loạt hàng hiệu để chọn ra những món đẹp nhất. Về phía Hương Giang, cô luôn mang đến một làn gió mới, dù vẫn cố định với style gợi cảm và thanh lịch. Không chỉ khác biệt về trang phục mà còn là sự đối lập về thần thái. Chưa hết xem đến đây, nhiều người sẽ tưởng Huyền My bị cấm mặc váy đi thi. Dáng vẻ của Huyền My đơ và cứng, hệt như bộ đầm mà cô đang diện, kém thước tha và mềm mại hẳn so với nét ngọt ngào đến tan chảy từ Hương Giang. Cùng một kiểu như Hương Giang luôn chọn đồ cao tay hơn đàn em rất nhiều, ngoài ra đó còn là sự ăn nhập với kiểu tóc và trang điểm. Ấy là chưa kể thiết kế của Huyền My là một sự cắt xén từ bộ đầm được Hà Hồ thể hiện. Thành viên ban giám khảo Miss Friend Giáng My khi ấy từng chê bai Huyền My rất nhiều vì cô thường xuyên mặc lại đồ khi đi thi. Cũng là tà áo dài được thêu họa tiết phía dưới, nhưng ai cũng phải công nhận Hương Giang mang đến một cảm giác tươi mới, thú vị hơn rất nhiều. Trên sân khấu tổng duyệt, Hương Giang an toàn với cây trắng nhưng vẫn cuốn hút hơn so với set dây quần ngố của Huyền My. Huyền My có rất ít bộ cánh ấn tượng tại Miss Friend International 2017, đơn cử như bộ màu vàng này, thế nhưng trớ trêu thay, Hennie và Hà Thu mặc cũng lộng lẫy chẳng kém, thậm chí còn hơn hẳn. Sau thời gian lấy lại vóc dáng, chị dâu Bảo Thi khoe ảnh công chúa nhỏ cực đáng yêu. Cuộc sống giàu có của gia đình Trang Piula, chị dâu Bảo Thi khiến nhiều người phải ghen tị. Cuộc sống sang chảnh, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn của Thế Bảo, anh trai Bảo Thi và hot girl Trang Piula được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, mối quan hệ tốt giữa chị dâu và em chồng Bảo Thi cũng càng khiến không ít người ngưỡng mộ. Từ ngày có con, trên trang cá nhân, Trang Piula thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Mới đây, cô đăng bức ảnh bé Bảo Hưng ngủ say trên ngực mẹ, ảnh được ông xã chụp lại. Hình ảnh đáng yêu của cô công chúa nhỏ được anh trai Bảo Thi chụp lại lúc đang ngủ. Cô con gái bé bỏng của vợ chồng Trang Piula có tên khai sinh là Bảo Hưng. Bé được cho là thừa hưởng những đường nét xinh đẹp từ mẹ và có phần giống mẹ nhiều hơn giống bố.
Kể từ khi có bé Bảo Hưng, vợ chồng Trang Peula vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc ngọt ngào trên trang cá nhân. Mới đây, hai người đã có chuyến trốn con sang Thái Lan chơi cùng nhóm bạn, trong đó có cả nữ ca sĩ Bảo Thy. Có thể nói vóc dáng và khuôn mặt xinh xắn của Trang Peula sau khi sinh vẫn là điều hấp dẫn đối với những người yêu mến cô. Hình ảnh đáng yêu của bé Bảo Hưng khi đang ngủ, Bảo Thy cũng thường xuyên dành thời gian đi diễn ở gần cháu gái, khoảnh khắc được Trang Peula chia sẻ lên trang cá nhân. Hiện tại, chị dâu Bảo Thy đang kinh doanh và dành thời gian chăm sóc cho con gái Bảo Hưng. Sau khi đón thêm thành viên mới trên trang cá nhân, cặp vợ chồng trẻ liên tục khoe khoảnh khắc hạnh phúc và viên mãn. Bà xã Thế Bảo tái xuất với vóc dáng thon gọn, gương mặt vô cùng xinh đẹp sau gần 3 tháng sinh con. Trước đó, cả hai có chuyến du lịch thăm nóng tình cảm, lễ tình nhân 14 tháng 2 vừa qua. Hot girl Trang Peula từng khiến nhiều chị em ghen tị khi khoe ảnh được chồng tặng một chiếc túi hàng hiệu đắt tiền và một chiếc điện thoại có giá trị.